chi phí hàng ngày trong gia đình, chi phí điện nước, chi phí tiêu dùng hàng ngày, chi phí nguyên vật liệu nhiên liệu cho nấu ăn, chi phí học tập của con cái, vân vân và vân vân. Có quá nhiều chi phí trong gia đình mà người nội trợ phải quan tâm, đau đầu suy nghĩ. Vậy làm thế nào đây? Món quà ý nghĩa thể hiện được sự quan tâm nhất với người nội trợ là sự thấu hiểu, chia sẻ những vất vả hàng ngày, sự dành dụng và tiết kiệm của người nội trợ. Bếp điện đôi hồng ngoại Mission, món quà ý nghĩa. Với cơ chế tự động canh chỉnh nhiệt độ, bếp điện đôi hồng ngoại Mission giúp tiết kiệm điện năng, rút ngắn thời gian chế biến, giúp người nội trợ giải quyết được mọi vấn đề trên. Bếp điện đôi hồng ngoại Mission siêu tiết kiệm điện năng, món quà ý nghĩa của cuộc sống. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng quay trở lại với gian bếp của chương trình Mua Sống qua trường gọi tại Giá Shop. Thưa quý vị, trong gian bếp của người Việt Nam thì chúng ta sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau về các loại bếp khác nhau. Tại Giá Shop luôn đại diện người tiêu dùng và lựa chọn giới thiệu đến tất cả quý vị những sản phẩm với một mức giá cực kỳ ưu đãi. Và ngày hôm nay, sản phẩm mà chúng tôi sẽ được giới thiệu đến tất cả quý vị đó chính là bếp điện đôi hồng ngoại đến từ thương hiệu Maxian, sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc. Điểm mạnh của bếp điện hồng ngoại đó chính là sử dụng trên đa dạng tất cả các loại nồi khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng trên nồi đất, nồi thủy tinh, nồi nhôm và rất là nhiều chất loại nồi khác nữa. Với một mức giá vô cùng ưu đãi mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ được giới thiệu đến tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là 1.890.000 đồng. Và chưa dừng lại ở đó, khi tất cả quý vị gọi điện đến tổng đài của chúng tôi trong khung giờ này thì sẽ được tặng kèm theo một phần quà vô cùng hấp dẫn, đó chính là một chiếc vỉ tráng men cao cấp có thể thực hiện trực tiếp món nướng ngay trên bếp điện hồng ngoại Messian ngày hôm nay. Và như vậy, để có thể sở hữu sản phẩm này thì tất cả quý vị hãy cùng nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay đến số tổng đài quen thuộc của chúng tôi 0839109898. Hoặc cách thứ hai vô cùng đơn giản, tất cả quý vị hãy cùng nhanh tay truy cập vào website www.ajashop.net.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, đặt hàng trực tuyến và cũng như được chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Bếp điện đôi hồng ngoại siêu tiết kiệm điện Maxian, tự ngắt điện khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng mong muốn, giúp tiết kiệm điện năng, an toàn tuyệt đối. Mặt kính chịu nhiệt cao, dễ dàng vệ sinh. Bếp điện hồng ngoại đôi siêu tiết kiệm điện Maxian, nâng cao cuộc sống. Giá trên iZshop 1.890.000 đồng, tặng ngay một vị nướng tráng men cao cấp. Thưa quý vị, và như vậy là chúng ta đang dần trải qua những giây phút đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Sản phẩm mà ngày hôm nay Minh Trí sẽ được giới thiệu đến tất cả quý vị đó chính là bếp điện hồng ngoại đôi đến từ thương hiệu Maxian với công nghệ Hàn Quốc, và do vậy tất cả quý vị hãy cùng yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Và ngay giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là về cấu tạo của sản phẩm này quý vị nha. Thưa quý vị, với một thiết kế nhỏ gọn với chiều dài là 50cm, chiều rộng là 33cm, cấu tạo được làm bằng chất liệu đó chính là inox, và do vậy là trong quá trình mà tất cả quý vị sử dụng, yên tâm là việc vệ sinh sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Và một đặc điểm nữa là điểm cộng của sản phẩm ngày hôm nay đó chính là kích thước và trọng lượng rất là nhỏ gọn. Trọng lượng chỉ có 3kg mà thôi, và do vậy là tất cả quý vị có thể là dễ dàng di chuyển bếp trong mọi không gian mà tất cả quý vị yêu thích. Thưa quý vị, với cấu tạo ngày hôm nay, như tất cả quý vị cũng quan sát thấy là phía mặt dưới của bếp điện đôi Messia ngày hôm nay thì có 4 phần chân cách điện và cách điện như thế này. Với 4 phần chân như thế này thì sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, và cũng như tất cả quý vị cùng xem là phía bên dưới thì sẽ có là bộ phận quạt tản nhiệt và cũng như là các khe tản nhiệt. Và điều này sẽ đảm bảo tuổi thọ của sản phẩm trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Thưa quý vị, còn một đặc điểm nữa mà Minh Trí rất là thích ở bếp điện đôi hồng ngoại Maxian ngày hôm nay. Thưa quý vị, hai nút điều chỉnh sẽ tương ứng với hai mâm nhiệt, và việc hoạt động cũng sẽ rất là đơn giản. Tất cả quý vị chỉ cần đó chính là vặn nút điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ là đã có thể là cùng lúc là khởi động bếp lên. Tất cả quý vị quan sát thấy là ở đây thì chúng ta sẽ có mức nhiệt độ từ 1 cho đến 11 tương ứng với những mức nhiệt độ thấp cao khác nhau. Và Minh Trí sẽ được chia sẻ với tất cả quý vị là thưa quý vị, với sản phẩm ngày hôm nay mà Minh Trí sẽ được nhắc mạnh với tất cả quý vị đó chính là tính siêu tiết kiệm điện, bởi vì sản phẩm ngày hôm nay là sử dụng theo công nghệ của Hàn Quốc, có khả năng đó chính là tự động ngắt điện và cũng như là điều chỉnh nhiệt độ. Và điều này sẽ giúp cho là trong quá trình mà chúng ta chế biến thực phẩm thì sẽ có thể là tiết kiệm chi phí một cách rất là đáng kể. Và ngay sau đây, để giúp cho tất cả quý vị cùng xem là tính ưu việt của sản phẩm này, Minh Trí sẽ cùng đến với một thí nghiệm như sau. Đầu tiên thì Minh Trí đã chuẩn bị đó chính là một chiếc nồi thủy tinh chứa một lượng lớn nước như thế này. Và chúng ta hãy cùng đặt chiếc nồi thủy tinh lên trên bề mặt của bếp điện hồng ngoại đôi Maxian. Và công việc tiếp theo là chúng ta hãy cùng vặn theo chiều kim đồng hồ là đã có thể là khởi động bếp lên một cách rất là dễ dàng. Tất cả quý vị cùng thấy là đèn màu đỏ là bật sáng lên, đồng nghĩa với việc là bếp của chúng ta đã khởi động và sẵn sàng cho quá trình nấu ăn. Ở đây thì Minh Trí sẽ cùng chọn ở mức nhiệt độ đó chính là 11, có nghĩa là mức nhiệt độ cao nhất để giúp cho quá trình nấu ăn diễn ra nhanh hơn. Thưa quý vị, và như vậy là chúng ta thấy rằng là chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi thì nước đã sôi. Tất cả quý vị cùng quan sát thấy rằng là phần nước sôi đều ở cả tất cả các phần đáy của đáy nồi, và điều này chứng minh rằng là phần nhiệt truyền rất là đều và sẽ giúp cho quá trình nấu ăn diễn ra nhanh hơn. Ngay giờ thì Minh Trí sẽ cùng vỡ nắp ra. Và để cho là món rau củ quả luôn ngon hơn thì Minh Trí sẽ cho vào trong đây một chút xíu phần muối để cho là phần rau củ trở nên tươi xanh hơn.
Và tiếp sau đó chúng ta hãy cùng cho phần rau củ quả đã được chuẩn bị sẵn vào bên trong phần nồi nước sôi mà chúng ta đã chuẩn bị trước. Thưa quý vị, và như vậy là tất cả quý vị quan sát thấy rằng là phần rau củ quả được luộc trực tiếp bằng bếp điện đôi Messian ngày hôm nay của chúng ta thì rau củ quả rất là tươi xanh. Và điều này chứng minh rằng là trong quá trình mà chúng ta luộc thì không mất quá nhiều chất dinh dưỡng. Bí kíp là do là công suất lên đến là 2400W và do vậy là trong quá trình mà chúng ta chế biến thực phẩm có thể là rút ngắn được thời gian chế biến, sẽ giúp cho món ăn chế biến nhanh hơn, ngon hơn và không mất một chút xíu phần chất dinh dưỡng nào cả. Ngay bây giờ thì Minh Trí sẽ cùng mà cho phần rau củ quả luộc ra bên trong một chiếc dĩa mà chuẩn bị sẵn. Và công việc tiếp theo là chúng ta chỉ cần thưởng thức mà thôi. Thưa quý vị, và như vậy là trong một khoảng thời gian ngắn là Minh Trí đã có thể là chuẩn bị được một dĩa rau củ quả luộc rất là hấp dẫn như thế này. Và ngay sau đây Minh Trí xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với một món ăn mà cần hâm và ninh rất là lâu, đó chính là món bò lagu. Ngay bây giờ thì Minh Trí sẽ cùng cho chiếc nồi này xuống. Wow, rất là nóng. Và tiếp sau đây thì Minh Trí sẽ cùng chuẩn bị trước một nồi bò lagu rất là hấp dẫn. Wow. Thưa quý vị, trong quá trình mà chúng ta chế biến thực phẩm thì có thể là dễ dàng đụng chạm vào bên trong là các bộ phận cũng như là bề mặt của bếp mà không nóng một chút xíu nào cả. Và điều này sẽ đảm bảo an toàn cho quá trình mà chúng ta sử dụng. Wow, như tất cả quý vị quan sát thấy rằng là việc chế biến các món ăn sẽ đơn giản hơn bao giờ hết. Tất cả quý vị hãy cùng xem là món bò lagu của chúng ta hấp dẫn như thế nào. Và bây giờ thì nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta chỉ cần cho ra tô và thưởng thức mà thôi. Đây là hấp dẫn không nào? Wow. Thưa quý vị, và đây là món bò lagu mà tất cả quý vị có thể là đơn giản thực hiện ngay tại nhà với bếp điện đôi hồng ngoại đến từ thương hiệu Messian. Và với sản phẩm ngày hôm nay thì tất cả quý vị yên tâm là có thể thỏa thích nấu ăn, nhưng mà yên tâm là không sợ tốn hao quá nhiều chi phí điện năng trong gia đình của mình nữa. Và để có thể sở hữu sản phẩm này thì tất cả quý vị hãy cùng nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay đến số tổng đài quen thuộc của chúng tôi theo số 0839109898. Hoặc cách thứ hai vô cùng đơn giản, tất cả quý vị có thể truy cập vào website www.agiashop.net.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, đặt hàng trực tuyến và được chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc với mức giá cực kỳ ưu đãi, đó chính là 2.500.000 đồng. Và tất cả quý vị sẽ được tặng kèm theo đó chính là một chiếc vị nướng cao cấp giúp cho tất cả quý vị có thể dễ dàng thực hiện thêm món nướng trực tiếp ngay trên bếp điện hồng ngoại đến từ thương hiệu Messian. Bếp điện hồng ngoại đôi sự tiết kiệm điện Messian, sản xuất từ công nghệ Hàn Quốc, nấu trên tất cả các loại nồi, nồi inox, nồi thủy tinh, nồi gen, nướng trực tiếp trên mặt bếp, nướng trên vị nướng. Bếp điện đôi hồng ngoại siêu tiết kiệm điện Messian mang lại hạnh phúc cho gia đình bạn. Giá trên iZshop 1.890.000 đồng, tặng ngay một vị nướng tráng men cao cấp. Thưa quý vị, và như vậy là chúng ta đang dần trải qua những giây phút tiếp theo của chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Và ngay sau đây Minh Trí sẽ cùng tiếp tục chế biến những món ăn khác nhau ngay trên bếp điện hồng ngoại đến từ thương hiệu Messian. Và đầu tiên, một món ăn mà Minh Trí muốn được chia sẻ với tất cả quý vị đó chính là món chả giò chiên. Vật dụng mà Minh Trí sẽ sử dụng đầu tiên đó chính là một chiếc chảo kim loại như thế này. Thách thức mọi vật dụng trong gia đình. Đầu tiên thì Minh Trí sẽ cùng đặt chiếc chảo lên trên bề mặt của bếp Messian. Và sau đó là chúng ta hãy cùng khởi động bếp lên. Một thao tác rất là đơn giản, chỉ cần là vặn núm điều chỉnh theo hướng là chiều kim đồng hồ và chọn theo mức nhiệt độ mà chúng ta mong muốn. Và sau đó chúng ta hãy cùng tiếp tục cho một lượng dầu ăn vừa phải vào bên trong chiếc chảo mà chúng ta đã đặt trên bếp điện đôi hồng ngoại Messian ngày hôm nay. Thưa quý vị, và như vậy là sau khi dầu sôi thì Minh Trí sẽ cùng cho những cuốn chả giò đã chuẩn bị sẵn và chúng ta sẽ cùng chỉ cho vào bếp và chiên mà thôi. Thưa quý vị, với bếp điện đôi hồng ngoại Messian ngày hôm nay thì như tất cả quý vị quan sát thấy rằng là với hai món nhiệt và như vậy là trong cùng một lúc tất cả quý vị có thể là chế biến hai món ăn khác nhau. Và như vậy là đầu tiên chúng ta đã cùng sử dụng một chiếc chảo để cùng chiên món chả giò. Ngay sau đây thì Minh Trí sẽ cùng sử dụng một chiếc nồi đất như thế này. Chúng ta sẽ cùng đến với là món nghêu hấp Thái vô cùng hấp dẫn. Wow, và như vậy là chờ một khoảng thời gian là chúng ta có thể là có được hai món ăn cùng một lúc rất là hấp dẫn và thơm ngon phải không nào? Thưa quý vị, và như vậy là chúng ta có thể là chuẩn bị được món chả giò chiên rất là giòn và thơm ngon như thế này. Và tiếp sau đó thì chúng ta hãy cùng cho thêm một nguyên liệu vào nữa, đó chính là rau răm vào phía bên trên và thưởng thức. Rất là hấp dẫn đúng không? Và ngay giờ Minh Trí sẽ cùng sử dụng một chiếc nồi thủy tinh để chúng ta sẽ cùng đến với một ăn vô cùng hấp dẫn, đó chính là món giò heo hầm củ quả.
Thưa quý vị, và như vậy là chỉ có trong một khoảng thời gian ngắn thôi thì món giò heo hầm ngũ quả của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Như tất cả quý vị cùng quan sát thấy rằng là trong quá trình mà chúng ta chế biến thực phẩm thì nước sôi rất là đều trong phần nồi. Và điều này chứng minh rằng là mâm nhiệt rất là to và cũng như là phần truyền nhiệt rất là nhanh. Và điều này sẽ giúp cho quá trình chế biến món ăn sẽ diễn ra ngon hơn, nhanh hơn, giúp cho là thực phẩm sẽ không mất quá nhiều chất dinh dưỡng. Ngay bây giờ thì Minh Trí sẽ cùng cho phần giò heo hầm ngũ quả này ra. Wow, thưa quý vị, và như vậy là món sườn heo hầm ngũ quả của chúng ta thực hiện rất là nhanh chóng và rất là hấp dẫn đúng không nào? Và tiếp sau đây Minh Trí sẽ sử dụng một chiếc nồi nhôm để chúng ta sẽ cùng thực hiện một món ăn nữa rất là quen thuộc với người Việt Nam, đó chính là món cơm trắng. Và trên tay của Minh Trí đây chính là chiếc vị nướng inox cao cấp mà tất cả quý vị sẽ được tặng kèm theo khi gọi điện đến chương trình của chúng tôi trong khung giờ đặc biệt này. Ngay sau đây thì Minh Trí sẽ sử dụng trực tiếp chiếc vị tráng men này để chúng ta sẽ cùng đến với các món nướng khác nhau. Đầu tiên thì Minh Trí sẽ cùng mời tất cả quý vị cùng đến với món, đó chính là món ba rọi nướng. Thưa quý vị, và trong thời gian chờ đợi món ba rọi nướng đang chín thì với phần mâm gì còn lại thì Minh Trí có thể là sử dụng một chiếc vị nướng inox này. Chúng ta sẽ cùng trực tiếp để trên mâm nhiệt thứ hai và chúng ta sẽ cùng có một món nướng nữa. Thưa quý vị, và còn một điều nữa mà Minh Trí xin được bật mí với tất cả quý vị là khi tất cả quý vị sử dụng bếp điện hồng ngoại Messian ngày hôm nay, tất cả quý vị còn có thể là thực hiện món nướng trực tiếp ngay trên bề mặt của bếp. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với món nướng BBQ này. Minh Trí sẽ cùng mời tất cả quý vị cùng xem, đó chính là món xuyên que nướng cực kỳ hấp dẫn. Chúng ta chỉ cần là xếp những thân xuyên que đã chuẩn bị sẵn vào bên trong bề mặt của bếp điện hồng ngoại đôi Messian ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì bên phần mâm nhiệt còn lại thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món ăn trực tiếp nữa. Chúng ta sẽ cùng nướng trực tiếp lên trên bề mặt của bếp, đó chính là món sò điệp nướng mỡ hành với trứng cút vô cùng hấp dẫn. Và như vậy là món sò điệp nướng trứng cút và mỡ hầm đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng cho ra dĩa. Wow. Và cả phần thịt xiên que cũng đã sẵn sàng rồi thưa quý vị. Và như vậy là Minh Trí đã có thể là chế biến trực tiếp bằng cách là nướng trực tiếp lên trên bề mặt của bếp điện đôi Messian ngày hôm nay. Tất cả quý vị có thể thấy là món BBQ sẽ vô cùng hấp dẫn. Thưa quý vị, và sau khi nướng xong thì có một vấn đề mà chúng ta luôn quan tâm, đó chính là việc vệ sinh bếp có dễ dàng hay không. Ngay bây giờ Minh Trí xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một thí nghiệm để có thể là chứng minh với bề mặt bằng kính ceramic thì có thể là chịu khả năng chịu nhiệt và cũng như là vệ sinh vô cùng dễ dàng. Minh Trí sẽ cùng cho trực tiếp một cục đá như thế này vào bên trên bề mặt của phần kính cường lực ceramic, và tất cả quý vị cùng xem là sự chênh lệch nhiệt độ như vậy có là thử thách và cũng như là làm nứt hay là vỡ mặt kính hay không. Chúng ta sẽ cùng đặt trực tiếp phần cục đá lên trên bề mặt của gốm ceramic. Và tương tự thì Minh Trí cũng sẽ là cho phần cục nước đá này vào bên trong bề mặt kính ceramic của phần mâm nhiệt còn lại.
Thưa quý vị, và đây là một thí nghiệm để chúng tôi chứng minh cho tất cả quý vị cùng xem, đó chính là phần kính ceramic có thể là chịu được nhiệt độ sốc rất là cao. Chúng tôi khuyến cáo là tất cả quý vị đừng nên thực hiện thí nghiệm này ngay tại nhà, bởi vì rất là nguy hiểm và cũng như là có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của sản phẩm. Ngay bây giờ thì Minh Trí sẽ cùng sử dụng một chiếc khăn và sau đó là chúng ta hãy cùng lau sạch phần bếp mà đã có thể là thực hiện quá trình nướng. Thưa quý vị, và như vậy là Minh Trí đã thực hiện quá trình là thao tác vệ sinh rất là dễ dàng. Và như tất cả quý vị cũng đã thấy là bên trên bề mặt của kính ceramic thì không có một chút xíu phần dấu hiệu của sự rạn nứt hay là vỡ cả. Và điều này chứng minh rằng là khi tất cả quý vị sử dụng bếp điện đôi hồng ngoại đến từ thương hiệu Messian, hoàn toàn chất lượng và cũng như là yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Thưa quý vị, và để có thể sở hữu sản phẩm ngày hôm nay thì Minh Trí vừa giới thiệu đến tất cả quý vị với mức giá cực kỳ ưu đãi, đó chính là 1.890.000 đồng. Và chưa dừng lại đó, khi tất cả quý vị gọi điện đến tổng đài của chúng tôi sẽ được tặng ngay một chiếc vị nướng trắng men cao cấp như thế này, để tất cả quý vị có thể thực hiện thêm các món nướng hấp dẫn như vừa rồi Minh Trí vừa thực hiện. Hãy cùng nhấc máy lên và gọi ngay đến số tổng đài bệnh thuật của chúng tôi 0839109898. Hoặc cách thứ hai vô cùng đơn giản, tất cả quý vị hãy cùng nhanh tay truy cập vào website www.ajashop.net.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, đặt hàng trực tuyến và cũng như được chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Bếp điện đôi hồng ngoại siêu tiết kiệm điện Maxion, tự ngắt điện khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng mong muốn, giúp tiết kiệm điện năng, an toàn tuyệt đối, mặt kính chịu nhiệt cao, dễ dàng vệ sinh. Bếp điện hồng ngoại đôi siêu tiết kiệm điện Maxion, nâng cao cuộc sống. Giá trên AZSHOP 1.890.000 đồng, tặng ngay một vị nướng tráng mềm cao cấp. Thưa quý vị, và như vậy là chúng ta đang dần trải qua những giây phút cuối cùng của chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Và như vậy là từ đầu chương trình đến giờ với bếp điện đôi hồng ngoại đến từ thương hiệu Messian ngày hôm nay, tất cả quý vị đã có thể là chế biến rất là nhiều món ăn khác nhau. Và Minh Trí sẽ được một lần nữa nhấn mạnh với tất cả quý vị, với sản phẩm này sẽ giúp cho tất cả quý vị có thể siêu tiết kiệm điện năng, bởi vì với cơ chế ngắt điện tự động và cũng như là phần cảm biến nhiệt sẽ giữ nhiệt độ ở mức nhiệt độ mà chúng ta mong muốn. Và đây là một trong những điểm mấu chốt sẽ giúp cho tất cả quý vị siêu tiết kiệm điện năng, siêu tiết kiệm chi phí trong gia đình. Ngoài ra với bếp điện hồng ngoại thì tất cả quý vị có thể sử dụng trên đa dạng tất cả các loại nồi khác nhau. Và do vậy là khi tất cả quý vị sở hữu sản phẩm này về căn bếp của gia đình mình, yên tâm là không cần phải thay thế bất cứ một vật dụng nào trong gia bếp nào cả, tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm thời gian và cũng là một món quà ý nghĩa dành tặng cho những người thân của mình. Thưa quý vị, và để có thể sở hữu sản phẩm ngày hôm nay thì tất cả quý vị hãy cùng nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay về số tổng đài bệnh thuật của chúng tôi, bởi vì chỉ có trong chương trình ngày hôm nay tất cả quý vị mới sở hữu được một mức giá vô cùng ưu đãi, đó chính là 1.890.000 đồng. Và chưa dừng lại đó, tất cả quý vị sẽ được tặng kèm theo một chiếc vị nướng cao cấp đến từ thương hiệu Messian. Hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay đến số tổng đài bệnh thuật đang hiện thị trên màn hình 0839109898. Hoặc cách thứ hai vô cùng đơn giản, tất cả quý vị hãy cùng truy cập vào website ajashop.net.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, đặt hàng trực tuyến và cũng như được chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Và đến đây chúng tôi sẽ được khép lại khung giờ của chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Xin được chúc mừng những ai đã sở hữu thành công bếp điện hồng ngoại đến từ thương hiệu Messian. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị luôn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 0839109898 để được giao hàng tận nơi miễn phí trên toàn quốc. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.azshop.net.vn để xem thông tin chi tiết hoặc đặt hàng trực tuyến. Quý vị cũng có thể đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu phát hiện sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.